Như thông tin chúng tôi vừa đưa thì thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị cho việc đưa thịt heo có dán tem truy xuất nguồn gốc ra thị trường. Chưa dám khẳng định việc truy xuất sẽ đảm bảo cung cấp 100% thịt heo sạch an toàn cho thị trường, nhưng đại diện Sở Công Thương cho biết việc thực hiện sẽ là tiền đề để thành phố hướng đến mục tiêu này. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây của chúng tôi với ông Nguyễn Ngọc Hòa, là Phó Giám đốc Sở Công Thương, để hiểu rõ hơn về đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo mà thành phố Hồ Chí Minh tiên phong triển khai. Thưa ông, thì xin ông cho biết là cái đề án nhận diện truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố thì đến thời điểm hiện tại thì cái công tác triển khai đã như thế nào rồi? Thưa chị, đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn triển khai rất là khẩn trương. Chúng tôi đã triển khai và chia sẻ tất cả những nội dung thông tin dự án đến tất cả các chủ thể liên quan trong quá trình kinh doanh và nhận sự đăng ký tham gia của các chủ thể. Tới giờ phút này thì chúng tôi đã nhận được đăng ký của 24 cái công ty trang trại, công ty doanh nghiệp với gần 1.000 trang trại tham gia vào trong đề án này, của 17 cái cơ sở giết mổ, của hai chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh là Bình Điền và Hóc Môn, nơi cung cấp 80% lượng thịt heo của thành phố, của 4 chợ bán lẻ tại quận Nhất và quận Năm, cùng với hệ thống hiện đại, và tổng tất cả các cái điểm bán lẻ của hệ thống phân phối hiện đại đã hơn 338 cái điểm bán. Về mặt kỹ thuật thì chúng tôi cũng đã hoàn tất cái giai đoạn cuối cùng, hoàn chỉnh các cái ứng dụng, hoàn chỉnh các cái hạ tầng kỹ thuật và sẽ triển khai lắp đặt vào tuần sau để sẵn sàng cho cái việc test chạy thử chương trình. Và hiện nay chúng tôi từ đây đến cuối tháng 11 là sẽ chốt lại cái danh sách đăng ký, kết thúc cái việc đăng ký tham gia cũng như là tiến hành tập huấn cho tất cả các chủ thể tham gia, kể cả cơ quan thú y có liên quan đến quá trình giám sát, để bảo đảm là chương trình sẽ vận hành chính thức vào ngày 10 tháng 12. Thưa ông, thì qua cái quá trình triển khai thì từ phía các cái tiểu thương, các cái hệ thống phân phối thì như Sở Công Thương có thông tin thì hiện nay thì cái số lượng mà các đơn vị mà tự nguyện tham gia chương trình này thì ở một số cái chợ đầu mối thì cũng còn gọi là chưa có đạt đến mức là 100%. Vậy thì liệu rằng là cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mà chúng ta triển khai cái đề án này sắp tới hay không? Đối với hai chợ đầu mối thì tại chợ đầu mối Hóc Môn chúng tôi đã nhận được cái đăng ký của 100% các cái thương nhân tham gia. Tại chợ đầu mối Bình Điền thì quá trình vẫn còn đang tiếp tục. Tới giờ phút này thì chúng tôi đã nhận được đăng ký của 60% các cái tiểu thương. Phần 40% còn lại chúng tôi vẫn tiếp tục vận động. Do cái đặc thù của chợ Bình Điền là vừa có cái đan xen giữa thương nhân kinh doanh heo mảnh và thương nhân kinh doanh pha lóc thì cần phải có một thời gian giải thích và vận động họ tiếp tục. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất, đây là đòi hỏi của thị trường, đây hỏi đòi hỏi của người tiêu dùng. Chúng tôi đang thông qua các cái hệ thống chính trị để làm sao tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi chương trình này đến cho người dân, để làm sao mỗi người tiêu dùng vì sự an toàn của chính bản thân mình và gia đình mình thì khi đi mua hàng thì phải yêu cầu đơn vị bán hàng phải tham gia có tem truy xuất trên miếng thịt mình mua. Và chính cái đòi hỏi của thị trường, đòi hỏi của người tiêu dùng, nó sẽ làm cho các cái người kinh doanh, các cái thương nhân phải thay đổi. Vì nếu anh không bán cái miếng thịt heo mà có khả năng truy xuất thì sẽ không được sự ủng hộ của người tiêu dùng, hay nói khác là sẽ không bán được hàng. Cho nên tôi nghĩ rằng các cái thương nhân họ sẽ dần dần qua quá trình giải thích họ sẽ hiểu, họ sẽ tham gia. Như ông cũng nói, thế là cái việc truy xuất nguồn gốc là cái đòi hỏi của thị trường. Tuy nhiên thì đứng ở góc độ người tiêu dùng thì với tôi thì cái chuyện mà mua một miếng thịt heo không chỉ là muốn biết được cái nguồn gốc xuất xứ của nó, nhưng mà vấn đề là muốn biết được rằng là nó có thực sự an toàn hay không. Vậy thì với cái đề án truy xuất nhận diện này thì liệu rằng là người tiêu dùng khi mua những cái thịt heo có truy xuất nguồn gốc như vậy thì họ có yên tâm được rằng là cái thịt heo đó được đảm bảo về mặt chất lượng cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm hay không? Đề án này của thành phố được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn một là chúng ta thực hiện truy xuất từ trang trại tới bàn ăn, từ cổng trang trại tới bàn ăn, để chúng ta tạo ra một cái thói quen mới trong người, trong tiêu dùng cũng như trong kinh doanh. Tất cả chúng ta đều phải cập nhật thông tin và bảo đảm hàng hóa có xuất xứ rõ ràng từ trang trại nào. Và ở giai đoạn 1 chúng ta vẫn có sự sàng lọc của ngành nông nghiệp và ngành thú y. Không phải tất cả những trang trại đăng ký tham gia chương trình đều được tham gia, mà tất cả những trang trại đó sẽ chịu sự giám sát và kiểm tra của ngành thú y, của ngành nông nghiệp. Anh đủ điều kiện chăn nuôi, anh khai báo cái quy trình rõ ràng thì mới được đăng ký tham gia chương trình. Và cuối cùng
trong quá trình tham gia, nếu anh không chú trọng gìn giữ thương hiệu thì anh cũng sẽ bị loại khỏi chương trình. Với chương trình này thì tất cả những chủ thể tham gia bây giờ phải gắn liền tên tuổi của mình với cái sản phẩm. Một mặt là chúng ta đáp ứng đòi hỏi của người tiêu dùng là phải rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, nhưng mà mặt khác chúng ta nâng cao cái trách nhiệm của người sản xuất, của người kinh doanh. Và giai đoạn 2 sẽ được triển khai để bảo đảm truy xuất con heo từ khi nó sinh ra cho tới khi nó đủ trọng lượng, đủ điều kiện xuất chuồng. Và giai đoạn 2 này thì đòi hỏi phải có nhiều công sức, nhiều thời gian, và đặc biệt nó phụ thuộc vào cái năng lực và cái trình độ phát triển của ngành chăn nuôi. Và chúng ta biết rằng là ngành chăn nuôi Việt Nam đại bộ phận vẫn là những cái chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ. Nếu chúng ta đòi hỏi ngay bây giờ thì cũng rất là khó khăn. Cho nên là chính việc giai đoạn 1 là giai đoạn tập sự và chuẩn bị để có được những sản phẩm tốt, thì giai đoạn 2 sẽ triển khai. Và nếu giai đoạn 1 thành công thì trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta sẽ triển khai tiếp tục giai đoạn 2. Về phía các hệ thống phân phối thì một cái điều mà họ cũng lo ngại đó là cái chuyện mà vận động cái người tiêu dùng để mà họ ứng dụng các cái công nghệ thông tin để mà họ truy xuất cái nguồn gốc của cái thịt heo mà mình mua, thì họ lo rằng là sẽ không được cái sự hưởng ứng, bởi vì đa số cái những người mà đi chợ hiện nay hoặc là đi siêu thị thì là những cái bà nội trợ, và họ khi công nghệ với họ cũng là một cái điều rất là khó khăn. Vậy thì mình liệu rằng mình có nghĩ tới vấn đề này hay không, và có lo sợ là cái hiệu quả của đề án nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý này hay không? Trong đề án thì là chúng tôi tạo ra một cái điều kiện để cho tất cả các cái với cái chương trình này chúng tôi tạo ra cơ hội cho mọi người tiêu dùng dùng điện thoại thông minh để truy xuất thông qua một cái ứng dụng được truy cập miễn phí và ở cái mức độ đơn giản nhất, quét vào cái tem truy xuất để biết được nguồn gốc. Còn trong trường hợp mà người tiêu dùng không có điều kiện để tham gia truy xuất, quét cái tem truy xuất, thì trong cái điện thoại cũng sẽ hiện lên cái sơ đồ, bản đồ về những điểm bán đã tham gia chương trình. Thì như vậy người ta cũng có quyền nhìn vào cái điện thoại để biết rằng là trong phạm vi bán kính một cây số của mình, đâu là những điểm bán hàng an toàn. Dạ vâng, xin cảm ơn.